Mất bao lâu để các bạn có thể lên được VIP 16 ở trong tựa game Dragon Kingdom? Như mình đã mất tới hơn 1.000 ngày. Tuy nhiên ngày hôm nay chúng ta đang thấy ở đây trên màn hình là chỉ có 49 ngày đăng nhập liên tục thôi. Thì quả nick ngày hôm nay của chúng ta đã có cấp VIP 16 nha anh em. Và chúng ta sẽ cùng xem đó là bạn này liệu đã làm như thế nào. Và chủ nhân của quả nick được lên TV ngày hôm nay của chúng ta với cái nickname đó là Mèo nha mọi người. Và tới từ Kingdom 2898. Đó, VIP thì VIP 16 rồi, vừa sâu cho anh em luôn. Và ở đây chúng ta có thể thấy là 60 triệu pound, điểm tiêu diệt là 71 triệu nha. Và ở đây chúng ta có cái bảng xếp hạng cá nhân luôn. Đó là cái nick của chúng ta là top 1 của Kingdom 2898 nha mọi người. 60 triệu sức mạnh, chênh lệch so với top 2 là gần 40 triệu pound cho anh em. Tầm này thì mình nghĩ chắc là có T5 rồi, thậm chí là có khi là cả 3 đường T5 rồi đấy. Đó, ở dưới này thì mới có mười mấy triệu pound thì ông này làm phát 60 triệu luôn. Thì bạn chủ nick này cũng chia sẻ khá là vui, đó là bạn cũng nạp vào game kha khá, mình cũng sẽ không tiết lộ số tiền, có lẽ là anh em có thể ra khát sự cho vui. Nhưng mà trong lúc bạn đi công tác thì vợ của bạn ý đã sử dụng mất 600.000 game, rồi cũng như là đầu tư một số lượng chọc vàng vào con Tào Tháo. Nên là lát nữa chúng ta mà vào xem tướng ấy, có Tào Tháo mắc thì cũng không quá bất ngờ. Thì có vẻ như đây là hình của hai vợ chồng bạn ý, kiểu trông thế này chắc cũng không giận được anh em ạ. Và cái phần thông tin thêm ở đây chúng ta có là sức mạnh tối đa này 60 triệu. Chết đã 643.000 lính rồi nha, cũng khá là nhiều đấy. Một nick bot to mà chết nhiều như thế này thì khả năng cao là 2898 là cũng có nội chiến. Và thu thập tài nguyên thì mới chỉ là 313 triệu và hỗ trợ tài nguyên là 422 triệu tài nguyên nha các bạn. Rất là khủng nha anh em. Và chúng ta sẽ cùng xem ở đây là một đội quân này. Như vậy là đã có cả 3 đường T5 nha mọi người. Có T5 bộ, T5 kỵ và T5 cung luôn rồi. 1 triệu rưỡi lính, khá là nhiều nha anh em. Chính xác hơn phải rất là nhiều mới đúng chứ. Tại vì nick này mới có chưa 50 ngày các bạn. Mình sẽ xem luôn vào cái mục gói nạp nha mọi người. Đây, hệ thống. Cách đây 33 phút là có xả rương luôn. Ui, đúng là ở giai đoạn đầu game thì các boss xả rương chúng ta đi theo hit phải là sướng các bạn. Đó, xả rương vàng nha anh em. Dưới này thì là mua gói cung cấp vật liệu 7 ngày này, tượng nữ thần trí tuệ này. Tầm này có lẽ là do có T5 rồi nên là bạn cũng chưa có nạp thêm. Còn cái hồi này chắc là chưa có T5 để mới nạp cái gói tượng nữ thần trí tuệ. Và ở ngoài vẫn còn dư 1 triệu game nha mọi người. 1 triệu game để anh em tính sơ sơ nó phải tầm 6-70 triệu nhá, nếu mà tính tiền nạp vào. Còn đây là phía bên trong thành phố thì ở đây bạn này quyết định đó để chữ mèo ở đây luôn. Không biết là mèo là bạn ý hay là mèo là vợ của bạn ý cơ. Nhưng mà một chữ mèo. Nhưng mà cái thành phố này thì công bằng mà nói thì trang trí mình thấy nó cũng không được đẹp anh em ạ. Trông nó cũng khá là hoang sơ ấy. Chúng ta cùng xem vào giao diện thành phố nha mọi người. Đây, 5/78 skin nhà. Và đây là cái skin nhà tím. Mình tưởng là skin nhà cam nhưng mà nhà tím các bạn. Đây là nhà cam. Lâu đài ngôi sao. Lần này hai skin nhà đều khá là đẹp cho mọi người. Cái lâu đài ngôi sao này thì nó là skin nhà cung, cao một chút đúng không? Nhìn nó to hơn một chút nhưng mà nó là skin nhà cao. Nhà tím này trông cũng rất giống cái skin nhà này các bạn. Rồi ok, mình sẽ xem vào trong mục tướng nha mọi người. Để xem một quả nick liệu với 50 ngày đó, số tiền đầu tư chắc phải vài trăm củ đây anh em. Thì hiện tại bạn đã có những gì? Đầu tiên chúng ta có ở đây đó là Minamoto Max Q nha anh em. Ui, Max Q. Thực ra đối với những quả nick to như thế này thì số tiền để lên max con Mina ấy, nó lại thật sự là nhỏ bé anh em. Còn đối với những quả nick nhỏ bé như chúng ta thì số tiền max con Mina nó lại thật là to. Và đây thì bạn cũng mặc cho mình một cái vũ khí cam VIP 16 và một cái quần gọi là cái quần cho tàn bình minh nha anh em. Quần này cộng vào sức mạnh kỵ binh 12% rất là ngon. Và đây chúng ta có là Tào Tháo Max Q luôn. Không biết là con Tào Tháo này đã dồn bao nhiêu chọc vàng, chúng ta sẽ cùng xem. Rồi, 480 chọc vào Tào Tháo nha anh em, 480 chọc vào Tào Tháo. Đây là một sự đầu tư thì có lẽ là đúng là chỉ có do vợ đầu tư thôi. Nhưng mà biết làm sao được anh em, chị em phụ nữ mà, tái máy lắm. Nhưng mà nick này thực ra thì nếu mà bạn không dồn chọc vàng vào, mình nghĩ là bạn hoàn toàn có thể mua gói ngày để mắc Tào Tháo được. Tuy nhiên thì thôi, dồn vào mắc rồi chúng ta sẽ sử dụng gói ngày để mắc con khác. Dưới này chúng ta có là CM này, 5511. Tôn Tử cũng đã mắc full bộ skill. Ở đây thì bạn đã mặc đó là nguyên một set đồ tím vàng. Có lẽ là do mới chơi lần đầu nên là cái set đồ bạn mặc chưa được chuẩn lắm. Set đồ này cho tướng farm mặc thì ok hơn anh em ạ. Có Ethel Flash này, Ethel Flash thì 5412. WeChat thì 5511 nha anh em. Bay 3 max rồi này, Belly max. Như vậy là cũng lên một cặp trộm chó nha. Bạn này lên một cặp kiểu đánh trộm chó rồi đấy. Tuy nhiên thì nick này thì bạn có con Mina rồi ấy, nên là không nhất thiết là phải lên nhiều kỵ. Chúng ta có thể đánh Belly, Mina. Thậm chí nick này nếu mà đi móc mỏ, mình nghĩ là móc bằng cao cao Mina chạy vừa nhanh và đam vừa to. Dưới này chúng ta tiếp tục có là Shiza 552 này, Hannibal Baxa thì hiện tại bạn là 533 nha các bạn. Có lẽ là không muốn lên mắc con Hannibal này.
Tuy nhiên thì lên mắc cũng được, tại vì lên mắc thì có tướng để đánh anh em ạ. Con này khi mà mắc ấy thì các bạn sẽ có một chiêu đánh lan, nó cũng khá là ngon. Pelagius 451 này, tướng tá khá là ít nha mọi người, tại vì mới chơi được có hơn một tháng, chưa được 2 tháng nữa. Ui, Mộc Lan đã 41 rồi này. Frederick Muscle đầu. Dàn tướng hiện tại các bạn thấy đó, so với số lượng pao cái dàn tướng hiện tại là quá ít. Nhưng mà cũng là do là bạn nạp tiền nhiều quá, thành ra là cái nick nó mạnh nhanh, tướng nó theo không kịp. Tính ra là mới được có mỗi 2 con tướng cam anh em ạ. Mình sẽ xem vào trong cái chỗ đó là trong túi đồ nha mọi người. Đây là túi đồ. Chỗ này thì đang còn dư ở đây là 25.000 điểm VIP này. Game trong túi bạn dùng hết rồi. Tài nguyên đây là có 500 triệu tài nguyên. Uầy, nhiều vãi chửa. Nhưng mà trong túi đồ hơi ngắn anh em nhở. Đây là mục tăng tốc này. Tăng tốc chữa thương 1.248 cái. Mấy ông này đánh là không sợ thiếu tăng tốc luôn. Dưới này chúng ta có tăng tốc chung chỉ có 1.061 cái thôi. Đó, lên T5 rồi mà vẫn còn dư được bằng đó tăng tốc anh em ạ. Tăng tốc nghiên cứu thì gần hết rồi các bạn. Nhưng mà tầm này chắc là cũng 3 đường T5 rồi. Mình nghĩ là có đường T5 xe thì có thể bạn lại chưa nâng thôi. Chỗ này chúng ta có là kho dự trữ cấp 5, 50 cái. Cái này là do nạp đương vàng nha anh em. Thường thì người chơi F2P cho chúng ta ấy, hay là không nạp tiền ấy, thì chúng ta cần phải đánh cái sự kiện trước rương của thần Osiris. Thì 2 tuần các bạn sẽ được một cái. Còn các ông này nạp gói thì được nhiều hơn các bạn. Dưới này chúng ta có một cái mở rộng đội quân 50%. Đây là một thiết bị này, vật liệu đang còn khá là ít. 16 cái rương vật liệu cam, 2 món cam. Dưới này chúng ta có một set tím farm, mua với giá là 219.000. Một set kỵ tím, một set kỵ lam. Có vẻ là định đánh chuyên kỵ anh em. Đó, chuyên kỵ thì chắc chắn là có mina cao cao là một lợi thế lớn rồi. Dưới này chúng ta sẽ có gì? Dưới này chúng ta chủ yếu có là vật liệu thôi. Mục khác này, rương lu sơn. Có 25 cái trang hộ chiếu rồi. Đó, tiện nhắc cái trang hộ chiếu thì hiện tại bạn nào mà thích về Kingdom 2898 thì có thể về với bot mèo để cùng hit rương nha anh em. Tự nhiên nói bot mèo mới nhớ anh em hay gọi vui tôi là bot mèo. Đây mới là bot mèo các bạn, tôi chỉ là bác nông dân mèo thôi. Chứ còn bot mèo thì trong game này có quá trời ông bot mèo. Và đây là một bot mèo nữa các bạn. Hiện tại thì Kingdom 2898 thì mình nghe nói là còn 2 ngày nữa mới mở đền thờ thất thủ. Còn 2 ngày nữa mới mở đền thờ. Mà người ta ra đây người ta đứng đông thế. Đúng không? 2 ngày nữa mà các ông đã ra đây đứng rồi. Đứng quá trời đông các bạn. À, cái này là ra đánh con lính ở đền thờ thất thủ. Uầy. Mình không biết là kiểu ở Kingdom mới lúc nào người ta cũng đánh cái con này đông như vậy hả anh em. Xưa bình thường Kingdom chết nhiều khi không ai đánh luôn á, hoặc Kingdom ở cũ á. Có này Kingdom mới đánh đông vậy hả? Lần đầu tiên mình thấy á. Uầy, mình tưởng ra chiếm đền chứ. Hóa ra ra đánh cái con lính gác đền ạ. Các bạn mới chơi nên ra đánh mấy con này rất là nhiều điểm kinh nghiệm. Tuy nhiên thì công nhận là đông, tôi còn tưởng là sắp lao vào combat đến nơi. Đó, hiện tại thì cái liên minh của quả nick của chúng ta thì đang ở liên minh top 1 luôn. Với quả liên minh là quả cấp 10 rồi. Đây là quà tặng này, rương vàng. Hiện tại thì theo như mình thấy thì cái nick của chúng ta chắc nạp nhiều nhất server này rồi. Còn không biết là về sau có ông nào lên nữa không. Tại vì đây là server mới cái giai đoạn khởi đầu ấy. Các bạn nếu mà về thì vẫn có cái chân và clan top, miễn là có cái pao nó ổn chút. Mình sẽ xem vào trong mục chiến dịch nha mọi người. Hoàng hôn hẻm núi này, pao 2 triệu nhưng mà hiện tại đang đứng tận top 79 nha mọi người. Phòng thủ này, pao 2 triệu là to chứ. Ở tôn tử Shiza, AE33, Mina Bailey và Tào Tháo Pelagius. Thực ra tầm này thì tướng tá nó còn chưa max level ấy, nên là cũng chả chỉnh anh em ạ. Nhưng mà xếp đội hình như vậy là cũng ok rồi. Đó, không chỉnh được các bạn tại vì tầm này đang còn ít á. Xem một trinh phạt nào. Mới đi được tầng 76 mọi người. 43 ngày mà lên tầng 76 rồi. Đúng là toát lên mùi tiền các bạn. Toát lên mùi tiền. Hơi thở của sự giàu sang. Thì ở đây thì cái nick bot mèo này cũng hỏi mình nữa là những cái đạo tướng cũng như là xem là bạn ghép tướng có được không. Thì chúng ta cùng xem nha mọi người. Hiện tại ở đây thì bạn chưa có ghép tướng luôn. Thực ra thì đối với một quả nick bot như thế này thì chắc chắn chúng ta sẽ có là mina cao cao rồi. Và mình nghĩ là nên có con CM. Mình nghĩ là nên có con CM vào đây. Thì tầm này do bạn chưa có gì ấy, nhưng mà có lẽ là nên để chọc vàng mắc gì. Tích từ bây giờ lúc có con gì, mình nghĩ là nick này hoàn toàn có thể quay mắc con gì được. Chúng ta sẽ có một đạo thứ hai là kiểu đạo CMG. Còn bây giờ chưa có gì, chúng ta sẽ đánh là CM tôn tử. Sau đó thì mình nghĩ là việc chúng ta lên thêm một con Hannibal nữa thì cũng là hợp lý các bạn. Có một con Hannibal với con AE nữa, cầm mic trúc mình thấy là một cũng là một đạo hợp lý. Tại vì số tiền ấy đầu tư vào quả nick này hiện tại nó đã rất là lớn rồi. Việc bỏ thêm một chút để mắc con Hannibal có tướng đánh ở K1, K2 mình nghĩ cũng rất là ổn.
Rồi chúng ta vẫn có thể đánh thêm một cặp, đó là cặp Richard. Thì khi mà chúng ta có Z rồi ấy, thì chúng ta có thể đổi sang thành Richard Tôn Tử. Đó, CMZ. CM thì chắc chắn là phải có rồi, nick này mình thấy là kiểu khả năng là nắm kinh cũng cao ấy, làm key nữa thì kiểu gì cũng phải có CMZ ở KVK1, chắc chắn là không thể thiếu được cặp đấy. Rồi còn cặp cuối cùng thì chúng ta có thể đánh có con cam nào thì mang ra anh em, còn nếu mà không có chúng ta đánh tướng tím. Không có thì mình nghĩ chúng ta có thể đánh con bay ba với con Bailey, mình nghĩ là nó cũng không phải là một lựa chọn quá tệ. Chủ yếu là bốn cái đạo đầu tiên thì mình nghĩ là nó là cố định rồi, đạo thứ năm thì có thể gọi là linh động hơn trong quá trình chơi. Nick này thì chắc chắn là mình nghĩ là phải đầu tư mắc con CM với con Z để gọi là làm chỗ dựa tinh thần cho anh em đánh nhau ở KVK1 và KVK2. Và video review về nick MF Mèo tới từ Kingdom 2898 của mình đến đây là kết thúc rồi nha anh em. Các bạn có nhận xét như thế nào về quả nick này? Liệu 43 ngày VIP 16 đã đủ ấn tượng với anh em chưa? Mình nghĩ là bây giờ anh em 43 ngày chưa chắc đã lên được VIP 10 đâu nha. Và nếu các bạn muốn theo dõi nhiều hơn những video review những cái nick mod ở trong từ Game Kingdom thì quên ấn like và đăng ký kênh để không bỏ lỡ những video tiếp theo của Rocket 2P. Hẹn gặp lại các bạn ở những video sau. Bye bye.